Xin chào các anh chị, sau đây Vinpa xin hướng dẫn dụng cụ cắt trái cây. Đầu tiên các anh chị cần mở phía đằng sau dụng cụ cắt trái cây ra. Đây. Tiếp theo anh chị đặt phần bánh xe vào rãnh hai bên. Lắp vào. Đầu tiên anh chị muốn sử dụng dụng cụ cắt trái cây này, anh chị cho nước vào bình phía bên trong này để tạo sức nặng. Đặt trái cây vào phía bên trong, đặt hộp vào để tạo lực nặng. Điều chỉnh tùy theo kích thước của các trái cây chúng ta cắt, kéo từ trước ra sau để cắt, trái cây sẽ rớt xuống phía dưới. Các anh chị cần lưu ý khi sử dụng: thứ nhất, đối với trái chanh thì anh chị cắt ở mức 3 và 4. Thứ hai, đối với táo thì các anh chị cắt ở mức 3. Đó là những lưu ý và cách sử dụng. Chúc các anh chị thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.